Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Tin Tức Mới. Hãy cùng với chúng mình cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày nhé. Nhân dịp các con tránh dịch chưa phải trở lại trường để học, gia đình Lý Hải Minh Hà đã có những hoạt động lành mạnh tại nhà. Cả gia đình nam ca sĩ đã có những khoảnh khắc vô cùng vui vẻ và hạnh phúc bên nhau. Minh Hà đã chia sẻ một đoạn clip ghi lại cảnh gia đình cô đang thu hoạch trái cây trong vườn nhà. Tuy nhiên, điều đặc biệt đáng chú ý trong clip mà bà xã Minh Hà chia sẻ lại là hình ảnh cô mặc chiếc váy rộng và bước đi nhẹ nhàng. Nhiều ý kiến lại cho rằng Minh Hà đang mang bầu đứa con thứ 5. Sau đây, xin mời các bạn chúng ta hãy cùng đến với nội dung chi tiết. Trong đoạn clip còn cho thấy Minh Hà không trang điểm nhưng gương mặt trắng hồng, có vẻ tròn hơn trước để lộ dấu hiệu tăng cân. Trước những điều này, nhiều người đã cho rằng Minh Hà đã mang thai lần 5. Tuy nhiên, cũng có người cho rằng bà xã Lý Hải chỉ mặc lại váy cũ của những lần sinh nở trước đó. Cách đây không lâu, Minh Hà cũng chia sẻ lại hình ảnh mang bầu lần thứ 4, khiến tin đồn cô mang thai lần 5 càng rộ lên hơn. Dưới phần bình luận, các khán giả hết lời khen ngợi bà xã Lý Hải. Dù đã trải qua nhiều lần sinh nở, nhưng nhan sắc của cô nàng vẫn xinh đẹp, đầm thắm khiến nhiều chị em ngưỡng mộ. Thông tin Minh Hà mang bầu lần 5 hiện vẫn đang ở giai đoạn nghi vấn. Giữa lúc showbiz liên tục có tin vui, khán giả cũng hy vọng gia đình Lý Hải Minh Hà sớm lên tiếng. Minh Hà và Lý Hải kết hôn vào tháng 11 năm 2010, trải qua 9 năm gắn bó. Cặp đôi khiến nhiều người ngưỡng mộ với cuộc sống hạnh phúc bên 4 người con. Cả hai thường xuyên cùng nhau đi du lịch, vun vén tổ ấm. Bà xã Lý Hải từng chia sẻ chồng cô muốn gia đình có nhiều con cái. Thật sự, việc sinh 4 bé khiến cả bạn bè Hà cũng phải bất ngờ, chứ không nói gì đến công chúng. Mọi việc thay đổi sau khi Hà có bé đầu tiên, mình nhận thấy có một hạnh phúc khác. Sự thành công trong sự nghiệp không còn chút giá trị nào so với hạnh phúc gia đình. Hà cảm thấy dù ngoài kia người ta có ghét mình ra sao, thì chỉ cần trở về nhà, có các con bên cạnh đã đủ khỏa lấp đi những tổn thương và mệt mỏi ngoài xã hội rồi. Từ đó Hà mới thích có em bé và muốn sinh nhiều đứa con cho anh Hải. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chúng mình là Tin Tức Mới và đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh để cập nhật những tin tức mới nhất trong ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!